Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục là bắt đầu là sẽ tiến hành là tạo ra, thực thi những cái file mà chúng ta vừa mới tạo ra vào trong cơ sở dữ liệu. Thì chúng ta tiến hành là PHP artisan migrate. Đây là tôi chưa quan tâm gì đến những cái thứ nó đã có sẵn đây nhá. Chúng ta còn liên quan đến cái file là 2014 create user table này. Create password reset table này. Kệ nó, tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ chúng ta cứ tiến hành là migrate đã. Enter xuống. Ôi giời ơi. Cái gì đây? By table or view not found table user only grab not exist. User ID in not known. Cái gì đây? Gì này trời? User only grab blueprints. Chờ chút tôi xem lại cái này đã. Đây, nó đã tồn tại ra cái user này. Role, cái bảng role của chúng ta có thể xem nó có giống chúng ta thiết kế không nhá. ID name đúng không? Nó là unique và not null này. Thấy tích không? Tích là not null luôn này. Chúng ta có thể vào phần index này, chúng ta nhìn thấy role name unique đúng không? Index type là unique. Được chưa? Đấy là cái index của chúng ta. Còn để tôi xem lại xem là cái này của gì đây. By table or view not found. User role grab doesn't exist. Anchor table in not null. Sao nhỉ? Integer. Vậy thì chúng ta set như thế này đi. Gì nhỉ? By table or view not found. Dị nhỉ? Không hiểu vì sao lại như này. Hay do cách mình đặt tên của vấn đề nhỉ? Chờ tôi chút, mình xem lại. User không vấn đề gì. User role grab table. Để tôi search cái này phát đã nha. Chán kinh.
chờ tôi chút nhá, để tôi sửa lại xem cái này có vấn đề gì. À đây, sai ở đây. Scheme mà là create. Create chứ không liên quan đến chữ S yếc này gì đâu. Còn này bố láo. Chữ create. Các bạn có nhìn thấy chữ scheme 2.2.table không? Các bạn có bị lỗi không? Có bị lỗi không? Có bị lỗi đỏ như tôi lúc nãy không? Đã chạy migrate chưa? Đây các bạn đổi, nãy ở chỗ này này, nãy ở chỗ cái scheme này, nó là 2.2.table đúng không? Chúng ta sửa trở thành create. Sửa thành create cho luôn. Còn bây giờ nó sẽ sinh ra một cái lỗi khác. Nó là cái lỗi này. Ồ, chạy luôn này. Không thể tin được. Cái primary user ID, role ID của tôi sao không có vấn đề mà của Quy có vấn đề? Mở lại code nha. Đây. Tạo ra multiple primary key thì chúng ta chọn table chọn đến primary. Trong cái hàm này nó chứa một cái array. Trong array này tên các cái cột là primary của các bạn. Bọn nào mời chào đi làm nhá. Được chưa? Sơn có vấn đề gì? Nó mặt nghiêm túc đấy. Thank you.
nguyên lý hoạt động của thằng migration này. Khi các bạn chạy migration đấy, nó sẽ quét qua toàn bộ tất cả các file nằm ở trong cái thư mục là migration này, được chưa? Và nó sẽ chạy từng file một dựa theo cái thứ tự sắp xếp ngày tháng năm. Đây thực ra là ngày tháng năm giờ phút giây của chúng ta. Và khi nó chạy ấy, nó chạy qua file nào xong thì nó sẽ tự động insert vào trong một cái bảng là bảng migration này. Bạn thấy không? Insert trong cái bảng migration này. Đúng là các cái file của chúng ta không? Gồm ID này, thì ID tự tăng này, tên file này và batch là chạy mấy lần. Chạy lần thứ mấy thì được từ cái thời điểm là tạo ra cái bảng migration này. Được chưa? Như cái bảng là create user role extract table tôi phải chạy đến 2 lần thì nó mới insert thành công. Được chưa? Thì các bạn đừng thắc mắc khi mà ố cái bảng kia của tôi đâu rồi? Đây. Đây, chúng ta có 4 bảng đúng không? 4 bảng tương ứng với các cái giá trị đẩy ra này, nó tương ứng với các cái file migration của chúng ta ở đây. Được chưa? Chúng ta đã có sẵn, nó đã tạo sẵn chúng ta bảng user gồm các cột là ID, name, email, password, remember token, timestamp. Cái timestamp này các bạn muốn biết là cái gì, các bạn lại mở cái thằng của nợ này ra. Các bạn search chữ timestamp. Rồi, timestamp. Nó sẽ tự động tạo chúng ta bảng created us và updated us để lưu trữ những cái giá trị mà khi mà chúng ta insert vào, lúc chúng ta thời điểm chúng ta insert vào, thời điểm chúng ta update, được chưa nhỉ? Đấy là cái timestamp. Ngoài ra chúng ta có một cái password reset, tức là nó sẽ giúp chúng ta là nó có lưu dữ liệu email này, string là token này và created us. Cái này nó giải quyết vấn đề gì? Khi mỗi khi chúng ta bấm vào cái forgot password thì nó sẽ thêm một cái giá trị của cái email, gửi một email và thêm một cái giá trị token vào trong này. Và nó sẽ làm gì? Mỗi lần chúng ta bấm nó gửi lại một cái link. Cái link này sẽ bao gồm cái token này này. Được chưa? Bao gồm token này này. Sau đó người ta vào đúng cái link, bấm đúng cái link thì chúng ta sẽ dựa vào cái token đấy để set, để tìm ra cái user nào dựa vào cái email ở đây. Được chưa? Dựa vào cái email này để xác định được một cái người dùng nào đấy cần phải đặt lại password cho họ. Được chưa nhỉ? Chúng ta đã bao giờ đổi password chưa? Đó. Thì khi mà chúng ta bảo là có quyền bật password là rồi thì nó sẽ gửi cho các bạn một email đúng không? Email lên một cái link đấy nó sẽ có một cái token bằng cái gì gì đấy này, đúng không? Thì cái link này URL là cái gì đấy, sau rồi vào chúng ta sẽ xử lý cái link này, sau đó chúng ta lấy được cái này từ URL có đúng không, lấy được cái token từ URL rồi thì kiểm tra trong cơ sở dữ liệu xem cái bản ghi nào nó phù hợp với cái token này thì sao, thì chúng ta đã xác định được cái user thông qua cái email rồi, đúng không? Thì là biết user ID là bao nhiêu, sau đó chúng ta generate ra một cái giao diện là password mới. Đây là confirm password, người ta nhập vào và submit đây thì dựa vào cái token này đã có rồi thì chúng ta có một cái ID ẩn ở trong này chẳng hạn vậy, đúng không? Submit cái này nhập password mới, password cũ với cái ID mà đã tìm ra bằng email rồi, rồi xong chưa? Quá đơn giản. Rồi, đấy là cái phần migration. Có bạn nào thắc mắc gì không nhỉ? Còn tí nữa, vẫn chưa hết đâu. Khi mà chúng ta tạo ra cái cơ sở dữ liệu ấy, chúng ta còn cần phải lưu ý những cái thứ sau này. Default. Các bạn thấy không? Cái default value. Biết để làm gì không? Là khi nó có những cái cột ở trong cơ sở dữ liệu của chúng ta, có khi người ta không điền vào, có khi người ta không insert vào đâu, nhưng mà chúng ta cứ muốn là nó có cái dữ liệu trong đấy thì chúng ta sẽ set cho nó một cái giá trị default là
khi mà người ta không insert cái cột đấy vào thì cái cột đấy sẽ mang giá trị gì? Được chưa? Đấy là cái tác dụng của default. Tiếp theo là first lấy ra gì đấy? Này không phải nhá. Này tính sau. À, nullable là set cho một cột nào đấy được phép null ở trong cơ sở dữ liệu. À hết chưa nhỉ? Default. Hết rồi đấy. Có cái default, nullable và cái unique lúc nãy là chúng ta cần phải lưu ý. Ngoài ra chúng ta có một cái này nữa là increment. Đâu à? Đây increment, cột increment, cái quát đọc ở đây này. Increment một cái cột primary key với cái dữ liệu là integer và giá trị của nó sẽ tự động tăng. Tự động tăng lên, giống như kiểu là auto increment cho cột ID của chúng ta trong cái cơ sở dữ liệu. Được chưa nhỉ? Đấy, đấy là xong về cái phần migration. Quá dễ luôn. Phần này không có gì. Chẳng qua là chúng ta thực hành nhiều lên. Sau đó là chúng ta sẽ biết được những cái lỗi nó hay xảy ra là như thế nào và chúng ta sửa rồi. Nãy giờ là gặp mấy lỗi tôi chưa gặp bao giờ. Tôi chưa gặp bao giờ luôn. Sinh viên làm ra những cái lỗi rất kinh khủng. Rồi ok. Tiếp theo là chúng ta đến với cái thằng DB Suite. DB Suite là tạo ra cái master data cho cái dữ liệu của chúng ta, ví dụ như username, role, đúng không? Thì chúng ta tạo ra cái master data này cũng thông qua các cái file nằm trong này. Thì chúng ta gõ tiếp ở trong command line. Có như sau: php artisan make 2.seeder role table seeder chẳng hạn thế. Role table seeder. Tạo tiếp user table seeder. Tạo tiếp user role grab table seeder. Ba cái luôn. Tao sai tên thì xóa đi, tao lại thôi. Cốt mà. Xong chưa nhỉ? Xong chưa? Đánh dấu cho chúng ta sẽ tạo dữ liệu cho các cái bảng nào. Đang chạy nhiều thứ quá. Quay phim nữa mà. Kệ luôn. Không nhá. Bên này xong nhá. Tùng xong nhá. Tùng xong nhá. Rồi, bây giờ seeder thì lại có tài liệu cho seeder. Vào đây mà đọc. Không giá gì luôn mà. Database seeder. Gõ cho seeder này, seeding. Mạng chậm thế nhỉ? Đây, seeder. Đây, cách tạo ra một file seeder. Make seeder.
user table seat down. Được chưa? Sau đấy trong file seeder thì chúng ta tiến hành là db table user trỏ đến, đây là db này, bảng user trỏ đến insert, lưu một cái đối tượng mới vào đây thì gồm là name này, email này, password này, đúng không? Thì ví dụ tôi copy thằng này, copy này, không nhỉ? Về vào, tôi sẽ chạy cái thằng role trước, role table seeder, db table insert là role, bảng chúng ta bảng role insert một cái array nào đấy, một cái array nào đấy, hả? Biết ít nhỉ? Để tôi đuổi đô ra. Kinh. Try connect. Đang giật. Đấy được rồi đấy. Rồi đây rồi. Vào trong role table seeder nhá. Được chưa? Đây là cái insert từng bản ghi một. Đây là từng bản ghi một. Bây giờ nếu tôi muốn insert nhiều thì tôi chỉ cần tạo ra đây một cái array thôi. Trong này là ID mang giá trị là 900. À, trong này là name đúng không? Mang giá trị là admin. Đây là 500. Đây là 100. Đây là moderator. Ví dụ 300 chẳng hạn. 300 là author. Là member. Biên tập viên tiếng Anh nghĩa gì? Tiếng Anh nghĩa là cái từ gì? Biên tập viên. Search rồi cả. Biên tập viên. Là gì? Editor. Ờ, thằng này là editor. Bởi vì trong hệ thống của tôi sẽ chỉ có người duyệt. Còn member là những người sẽ viết bài. Còn ông editor là ông duyệt bài. Những cái thứ mà liên quan đến config như này này. Ví dụ số không phải tự nhiên tôi đặt 900, 500, 300, 100 đâu nhá. Tôi đặt cách nó ra. Để sau này nếu mà tôi có thêm cái quyền gì tôi nhét vào giữa được. Nhưng còn sau này nếu các bạn thêm các cái quyền khác, ví dụ như kiểu là thằng này biên tập nhưng chỉ được biên tập một phần thôi. Thì đến lúc đấy là các bạn không có cách nào để nhét vào giữa. Nếu các bạn đặt 1 2 3 4. Được chưa? Thì đặt cách nó ra, sau này các bạn muốn nhét thêm bao nhiêu thứ vào đây thì nhét thoải mái. Và thậm chí là những cái giá trị 900, 500, 300 này này,
các bạn tạo ra một cái file constant. Sau đó các bạn tạo ra cái nào là role admin, cái nào là role moderator, cái nào là role editor, các bạn viết và ném vào đây. Để tí nữa sang bên kia chúng ta insert dữ liệu cho cái user role ấy, chúng ta lại sử dụng lại cái đấy cho nó tiện. Xong chưa? Bây giờ chúng ta dễ thôi, tiến hành for x. Cái role của chúng ta S key value. Rồi B cái thằng này vứt lên. Cái này là biến value. Xong. Rất kiểu gì? Cho cái insert trong là một đường đấy. Trong cái nào? Trong là một insert cả một đường. Không có hết cái cái một đường. Không hiểu. Cho cái role vào trong này à? Dạ. Cho role vào đây à? Cho cái role vào trong list còn đúng không? Có à? Đây á? Ông có nhìn ở trong này là một cái gì không? Đây là một cái cặp dấu gì? Mỗi một dữ liệu ở trong insert là một đối tượng. Cái này là hai index mà. Thật không? Xem lại xem. Chồng cà phê. Chồng cà phê, chơi không? Thử nghĩ lại xem. Nghĩ lại xem. Đây có phải là tên cột không? Đúng không? Ừ, nếu mà nhét nguyên cái role kia vào thì nó tính sao? Các cái phần tử của nó như thế nào? Thấy cứu chưa? Insert làm sao được? Được chưa? Xong chưa? Đến đây chưa nhỉ? Cứ thích thế. Nếu có cách nào hay hơn, hãy đọc. Đi sơn gì nào? Đi sơn kiểu gì? Thì sau đây nhỏ lên ra khi tức là một cái mảng to trong bao nhiêu cái mảng nhỏ. Thì đây có phải là mảng to trong cái mảng nhỏ đấy không? Ừ. Sao? Mảng to trong mảng nhỏ hả? Thì nó cứ tương tự là thôi, nhưng mà ngày kia nó rất là tạo ra những role. Rồi sao? Cách của ông có gì hay? Tức là cái hạng ngắn hơn một tí. Đâu? Đọc cái xem nào. Tôi không biết nó mới tạo những role. Rồi, đọc đi. Tiếp. Nhà? Table role là như nào? Drones. Không, chúng ta cứ biết là bên trên đấy, cái bản thôi. Biết rồi bên trên, thì biết rồi bên trên. Cái này á? Thì giống cái dòng DB của thầy. DB table ở đây. Rồi. Tròn hoặc vô vào trong. Hoặc tròn hoặc cái này á? Enter xuống, trong đấy là một cái. Enter xuống. À, B cả cái này vứt vào trong nè. Thôi em lạy anh. Làm kiểu đấy xong rồi sau người ta đọc code người ta chửi rồi. Chửi thật đấy.
không phải chửi đùa đâu. Làm nó chỉ hơn có một dòng thôi nhưng mà nó rõ ràng rõ nghĩa, bao giờ người ta cũng ưu tiên. Chứ làm kiểu chộp giật như vậy, đấy bọn tôi gọi là cái kiểu chộp giật. Nó không hay. Nó làm kiểu đấy nó gần giống như kiểu dạng callback hell ở trong JavaScript ấy, đọc người ta rất khó hiểu. Đấy, được chưa? Xong chưa? Xong đến đây chưa? Chạy nhá. Lại về à? Xem nốt đoạn này đã xong rồi về. Khổ vãi. PHP artisan db 2.sit cách role để role table seeder đi. Hình như là trừ có trừ trừ class đúng không? Đây rồi, trừ trừ class, sorry các bạn. Xong. Màn hình có gì là có gì. Ô, cái gì mà đã lỗi thời này? Đây. DB sheet trừ trừ class role table seeder. Sau đó các bạn xem trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Dữ liệu chúng ta vừa mới định nghĩa ra bằng file PHP đã chui trong cơ sở dữ liệu rồi. Thằng Đô có vẻ vẫn chưa hiểu gì. Đây nha, làm lại này. Chúng ta có một cái tập role, đây là các cái nó tương đương với các cái bản ghi trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Chúng ta định nghĩa ra đây. Sau đó chúng ta for x nó. Mỗi một cái dòng này là một cái tương đương một dòng trong cơ sở dữ liệu. For x và chúng ta tiến hành db 2.table role in trỏ đến insert value, tức là một dòng này insert trong cơ sở dữ liệu. Sau đó chúng ta thực thi cái file là cái class là role table seeder này, thực thi cái file này, được chưa? Thực thi cái file này bằng cách chạy câu lệnh là php artisan 2 db 2.seed trừ trừ class. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn class nào để chạy, thì trừ trừ class bằng role table seeder. Tốt nhất là các bạn copy cái tên này quẹt vào trong ấy, quẹt vào đây, được chưa? Để chỉ chạy mỗi cái class đấy thôi, còn tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy một lúc nhiều cái, được chưa? Đấy là những cái gì mà chúng ta vừa mới làm. Sau đó chúng ta kiểm tra trong cơ sở dữ liệu xem là đã được chưa. Để tôi kéo vào một chút đã. Cái gì mà nó exist, tức là viết sai rồi. Còn đâu chưa có. Đâu. Đây là ai? Vâng, bây giờ ta bảo đi copy đi. Viết nó có đúng chính tả đâu. Copy vào đây. Copy là copy cái này này. Tôi đã điều chỉnh thế rồi còn gì nữa. Đây. Quay lại. Đây. Bây giờ các bạn tiến hành insert cho tôi hai cái bản ghi sau vào trong bản user.
cái thứ ba là editor a cộng bắt vận member cái password này thì chúng ta để thế này, nhưng còn cái giá trị đấy, cái giá trị của password đấy chúng ta để là pass hai chấm mấy đấy, 1 2 3 4 5 6 này, đây là cái chúng ta sẽ mã hóa cái password ở đây, được chưa? Từ giờ đến cuối giờ làm luôn ngay lập tức. Trong đấy là có hướng dẫn, trong cái đó đơn nguyên mở sách ra bạn có hay đối đổ lòm này. Thank you.
Nội. Công là công ty nó là về hệ thống tuyến. Hệ thống cao lớn. Kiểu này á. Đang kêu. Chấp nhận hơn 140 local payment method trên 200 nước. 25 có trụ sở ở 25 quốc gia với 13 trụ sở chính ở San Francisco này, London, Amsterdam, Berlin, Kiev, Moscow, Manila, Bắc Kinh, Lisbon, Seoul, Sofia, Hà Nội. Yêu cầu là trên 2 năm kinh nghiệm với VP, có hiểu biết về VP, hiểu biết sâu ấy, hiểu biết về OOP và Design Pattern, có kinh nghiệm với MySQL, Database Design, Query Profiling và tối ưu Optimization, có kinh nghiệm với NoSQL, với Redis, Mongo, Postbay, có kinh nghiệm với ít nhất một cái framework PP, Zen, Z, Laravel, có kinh nghiệm làm việc với hai available, tức là cái tầng cao web app ấy, kiểu làm web app, JavaScript, CSS, trình độ intermediate hoặc là cao hơn với tiếng Anh, trình độ đại học. Bọn này có cái offer hay phết, là cũng giống như các công ty khác thì là lương lậu này, còn có bảo hiểm của công ty nó, ngoài bảo hiểm xã hội các thứ ra thì nó còn có bảo hiểm, các công ty nước ngoài đều thế, nó có bảo hiểm riêng nó, có đầu bếp riêng để nấu ăn sáng ăn trưa, với lại những cái bữa xế cho team. Mình thích nhất quán. Kiểu là nhậu nhẹt ở gần Hồ Tây, nó biết luôn ở Westlake luôn. Ở Hồ Tây. Kỳ nghỉ hàng năm này, thưởng hàng năm này. Đấy, đấy là các cái vị trí người nó đang tuyển 10 developer ở Hà Nội. Đi đi. Có 2 năm. PP Team Lead này, System Admin này, QA này. Tớt đi, kiểu gì cũng có video. Không, giờ chưa đến lúc. Hà Nội tuyển nhiều lắm, Hà Nội đang tuyển cả Front End Developer. Để xem nó tuyển cái gì. Mình mà không đi dạy chắc mình cũng roi vào đây. Hả? Phạm già á? Phạm già tôi có áp đâu. Nói cho vui. Thế gọi là có áp nó rồi. Hả? Đây nó nhắn tin cho tôi này. Đây là nhắn tin thông qua LinkedIn. Đây. Mạng xã hội được làm. Nghe được chưa? Đâu ở nhà mà. Ở nhà lên đây. Hôm nay nghỉ. Sáng nay vừa đập một con đó. Hết. Không, có cũng một con này. Đi đổi. Nó đổi một đổi một. Không, con 6S này. Nhưng mà màu xám. 6.
cơ sở dữ liệu nó có chưa? Bảo là user ra. Đấy. Xóa đi. Chạy trong chưa?
chịu đọc. Cái tội của ông là cái tội ông nhìn thấy lỗi nhưng không thèm đọc luôn. Thế thì làm sao mà lên tay được? Trên mạng nó thế. Trên mạng nó thế. Chứ tôi cũng không cố tình làm thế.